Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật, không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam. Ui, tức thiệt chứ, công nhận luôn á, mình khó khăn cỡ nào mình mới làm được cái nhà kho đẹp như vậy, mà mình còn đi dây điện nè, mình còn làm cái cửa cuốn này quá là đẹp luôn. Ơi, hôm qua mình với Mèo á đem cái con SCP-517 về á để trong nhà đó để làm cái máy tiên tri, mà công nhận chị Panda phá thiệt luôn á. Bà qua nhà mình á, bà lấy TNT bà bỏ vô đằng bà phá cái con SCP-517. Cuối cùng là dẫn đến ngôi nhà của mình bị banh. Bạn nào nhớ không? Bạn nào nhớ thì comment có ở phần bình luận nha. Mình sẽ thả tim cho các bạn luôn á. Còn bạn nào chưa thì hãy nhớ qua kênh video của Mèo á, mấy bạn coi clip SCP-517 để biết chuyện gì xảy ra với cái nhà kho của mình nha. Ôi chị Panda ơi là chị Panda, mấy này chị troll em nhiều mà chị cũng phá thiệt á. Thôi, dù gì chị cũng là người trong làng nên em tốt bụng với chị lắm. Đó, đây đây để mình cho các bạn xem nha. Rồi cái mặt bả kìa, mình thấy bả đang nhìn mình qua cửa sổ kìa các bạn. Đó, thấy không? Cái mặt vừa già vừa xấu của bả. Không sao, mình vẫn vui vẻ chị Panda nha mọi người. Mình là Redhood tốt bụng nè. Mấy bạn nào mà thấy mình tốt bụng cũng nhấn like cho video này nha. Mình ước gì video này được 20.000 like. Lâu lắm rồi mình không thấy cái con số 20.000 like á mọi người. Nếu mà video chưa được 20.000 like thì mọi người hãy share video ra để giúp video được 20.000 like nha. Mình đã trở lại và làm clip nhiều hơn xưa. Các bạn hãy nhớ ủng hộ mình để mình có nhiều động lực nha mọi người. Chị Panda ơi, chị Panda. Cái gì đang tắm. Thôi chị đừng có giả điên nữa, em không có làm gì chị đâu, chị xuống đây nè. Giả điên đang tắm cái gì? Bước ra đây coi. Tắm mà giả điên thì chị tắm thì em cũng tin lên đây coi thử. Rồi ai thèm coi chị tắm thì ớn quá. Đây xuống đây đi. Em nói cho chị nghe cái này nè, hôm nay em có cái điều đặc biệt cho chị nè. Từ từ để em làm cho chị cái này. Đây. Đây là cái đặc biệt kia, tôi cái sinh nhật cho chị hết. Cho chị Panda. Đó, yêu dấu nữa, nó phải yêu dấu viết in lên luôn đó. Cái quà này á, em nói thiệt với chị luôn á, nó còn bự gấp 10 lần ngôi nhà của em nữa chị Panda. Ê. Nè là chị coi, chị đọc chữ, trời ơi là cái gì vậy? Em đã mất nguyên một đêm hôm qua, em ngồi em chuẩn bị món quà này cho chị á. Cái gì vậy? Tại chị đọc xong cái chữ yêu dấu là chị nổi da gà luôn, từ xưa giờ đâu khi nào nói chuyện chị vậy đâu có. Trời ơi, yêu quý chị nhất trong làng luôn chị Panda. Tính ra chị giống như người má trong làng với chị Panda, chị như má thiên hạ vậy đó. Chị biết sao không? Trong làng này không ai vừa già vừa xấu mà vừa lớn tuổi như chị hết á. Chị nghĩ ấy chị Panda, khoan, quà này thôi. Nè, quà bự lắm. Nếu mà chị cố gắng á gạt cái cần gạt này một cái, chị sẽ thấy ngôi nhà của chị được biến đổi á, từ một ngôi nhà nhỏ bé về thành một ngôi nhà to giống như cái nhà kho của em vậy chị Panda. Vậy giờ thôi giống như nhà kho của chị không chịu. Ủa có lợi giỡn. Nhà to lắm, nhà nói chung cũng hoành tráng đẹp đẽ. Cần gạt này khoan, em phải giới cho chị một lần nữa nha. Cần gạt này gạt một cái, chị biết không, mấy cái block tự động xây cho chị thành một ngôi nhà gọi là cung điện á. Tại em thấy chị cũng lớn tuổi rồi, có tuổi rồi nên chị phải ở trong cung điện nó mới phù hợp với chị, hiểu không? Với lại chị thấy ôm người chị sang trọng, ở cái nhà nhìn nó bần lắm hết. Đúng rồi, thôi gạt đi chị đại gạt cái là một lần thôi hả hết? Đúng rồi, gạt lần rồi á. 1 2 3 út khui quà. Ê sao tao không biết hả chứ? Trời ơi, cuối cùng thì cũng đã trả thù được rồi mọi người ơi. Cảm ơn các bạn đã comment trong video lần trước của mình nha. Anh Hút tiếp tục trả thù chị Panda đi. Đó thấy chưa, nhờ mấy bạn comment mà mình đã trả thù chị Panda thành công rồi nè. Đó mấy bạn nhớ comment đi, mình đọc rồi mình làm theo những comment của mọi người đó nha mọi người. Rồi chị Panda ơi, chị thấy nhà chị đẹp chứ chị Panda? Lâu đài uy nga tráng lệ luôn. Trời ơi cái gì mà lóc vàng nằm giữa lóc đen, lóc trắng nằm giữa lóc vàng. Chị Panda mặt cười tươi. Ủa? Thôi tôi đi về, Ủa cái gì vậy nè? Trời ơi cái gì Mèo? Cái gì mà tôi nghe ình đất cát dập qua tới nhà tôi luôn. Nhà chị Panda làm nổ bình ga. Trời. Chị Panda, chị có sao không chị Panda? Trời ơi. Trời đất ơi. Ôi, tại sao chị Panda tới kìa? Cái gì mà vừa nghe chị Panda nhà. Tại sao ông dám làm vậy với chị Panda? Ông mà làm như vậy, ông biết chuyện gì xảy ra không? Ủa tôi làm vậy, nhà chị Panda bị nổ bình ga mà có ai làm gì Panda đâu. Chị Panda bà tự tay bà làm hỏng nhà phá mà. Tôi thấy tôi tài luôn. Tôi thấy chị Panda tự tay gạt cần gạt bình ga làm nổ bình ga nhà bả. Không tin anh Hiro hỏi chị Panda đi. Tại vì Panda giờ không nói được nữa. Chị Panda ơi, chị Panda chị nói gì đi, chị Panda chị có sao không vậy? Chị Panda ơi, nhà chị sao ạ? Chị Panda ơi, ánh mắt bà sắc bén quá mày ơi. Thì ghê quá à. Thấy chưa? Nhưng mà ông nhớ một điều rằng á, ông mà đụng vô chị Panda thì ông hãy nhớ rằng qua coi clip tôi nha, tôi mới đăng clip á. Thôi về. Trời ơi, này nó quảng cáo video trong video của mình mấy bạn ơi. Rồi đứng lại. Rồi. Đứng lại coi. Quảng cáo rồi. Chút tôi qua tôi thăm tiếp. Tôi tưởng nó là yêu thương bà Panda dữ lắm, chạy qua nè là chị em thì người chị quan trọng của em thì... luôn á. Ôi thằng Linh quảng cáo này thật là quảng cáo luôn á mấy bạn ơi, mình chưa thấy cái quảng cáo nào mà quảng cáo giống như vậy luôn á. Video này chúng tôi không nhận quảng cáo nha. Mọi người qua nhìn cái kênh của Hero, cái đi Hero mới ra video mới đó. Còn chị Panda thì chắc là anh nghĩ là chị Panda bà bị đơ luôn rồi mọi người ơi. Ôi trời ơi, cái nhìn tôi mà thấy sợ quá à. Tự nhiên sao chị Panda bà không nói gì hết vậy? Bình thường bà sẽ la lạc khóc thét rồi bà chửi rồi bà làm đủ kiểu. Hình như là bà bị là cạn lời á mọi người, cạn lời tắt tiếng luôn rồi đó. Đó mấy bạn nhìn đi trời ơi. Cái gương mặt đó kìa, thấy ớn thiệt luôn mọi người. Mình chưa bao giờ thấy có ai có gương mặt đáng sợ như vậy luôn á. Chị nói gì đi, phải chi mà chị nói chị Panda chị dí, chị quýnh không quýnh như bình thường đi chị Panda. Sao vậy? Ủa chị đừng liếc em đừng lượm em có làm gì chị đâu. Thôi mẹ ơi, phải nhìn mẹ chầm chầm luôn thấy ớn lắm mẹ. Về. Không chấp mắt luôn nhìn sợ quá à. Về mèo ơi. Ôi tôi thôi mèo qua nhà tôi đi, tôi với mèo uống trà xong mà tôi mèo đi chơi mèo ơi. Em không có lấy bất cứ gì. Có gì rảnh hôm nào em kêu builder qua sửa nhà cho nha. Đừng buồn chị Panda. Sao mà ẩu tả quá chị già riết chị lãng rồi chị Panda làm nổ bình ga cho cái nhà tày quầy vậy? Mèo tôi đói bụng rồi, có gì cho tôi ăn không? Trời ơi, đói bụng quá đi à. Mèo coi nè. Ủa gì vậy? Nhà ông bị gì vậy? Mèo không nhớ hôm qua hả? Bà Panda bà đem TNT ra bà đặt vô nhà tôi á, mấy bạn fan quay video là được á, rồi đăng lên đại gia đình cấp biển á cho tôi xem đó mèo. Ủa chứ không phải là thấy rõ ràng luôn. Chứ phải là SCP-517 làm hả? Không, bà đi cãi lộn với con SCP sao bà đi đặt TNT vô nhà tôi á, bà đập một cái đùng nó banh luôn cái tivi của tôi với nguyên cái nhà tôi luôn. Trời ơi, gì vậy? Ủa, chị Panda, chuyện gì vậy? Chị Panda có gì không? Có gì đây. Chị qua đây chị làm gì? Chị muốn gì chị nói đi chứ là chị làm gì chị nhìn xong chị bỏ chị chạy vậy? Rồi. Rồi bà đi qua nhà bà nhìn nhà bà tiếp cho bà nhìn nhà tôi mèo ơi thấy ghê. Đúng rồi, hình như tôi thấy là chị Panda và bà bị sang chấn tâm lý nặng lắm luôn á. Ôi, hình như là cái này tôi có lỡ làm gì quá đáng không mọi người comment cho Hút biết nha. Chứ Hút thấy là Hút không làm gì quá đáng đó. Cái chuyện này là cái điều nên xảy ra mọi người. Cái này á là chị Panda làm banh gala nhà Redhood rồi á. Ồ mà có thiệt là ông chị Panda tự làm nổ bình ga không hay là do ông vậy hết? Trời ơi, thì á tôi qua bển thì tôi cũng tôi không dám nói đâu mẹ ơi. Cái gì vậy? Chị nhìn em cái vậy ghê quá à. Chị đừng nhìn em nữa coi. Chị về bển đi rồi ngày mai builder vô nó xây lại cái nhà. Ôi. Chứ giờ chị đứng cái này chị đứng chị giờ. Mình sợ chị Panda quá mọi người ơi. Ôi. Thấy ghê quá à, chị đừng có nhìn em nữa. Sao nhìn chị với mấy con SCP thấy ghê quá à. Ủa bà nhìn mình mà bà không nói cái gì hết, nhìn thấy ớn không các bạn ơi. Thôi bình thường tôi thấy bà nói bà đỡ đáng sợ rồi nha, chứ bà không nói nhìn bà thấy ghê quá. Rồi tự nhiên bà nhìn cái nhà tôi, bà đi nhìn cái nhà bà hoài luôn á. Tôi biết phải làm sao luôn á. Có gì chị muốn thì chị nói. Thôi kệ bà đi mèo ơi. Tụi mình cứ kệ chị Panda nha mọi người. Chắc chị Panda lớn tuổi rồi nên chị Panda kiểu bị sang chấm tâm lý rồi. Khó nói á. Thôi tụi mình đi chơi mèo ơi. Tôi nghĩ là chắc bà nhìn về chút xíu là bà mệt chứ bà nghĩ nhìn bà tự sửa nhà bà lại thôi chứ có gì đâu. Trời mưa gió vậy mẹ có lạnh không? Ăn uống gì chưa? Về nhà bển ăn đi mèo ơi. Bữa giờ ngồi qua bên này chơi đã đời luôn rồi. Thôi tự nhiên tôi thấy chị Panda cứ đứng trước cửa dòm hoài ghê quá, tôi không dám ở nhà mình. Trời ơi đứng trước cửa nhà tôi chứ không phải đứng trước cửa nhà mèo đâu. Không biết chị Panda còn đứng dòm không ra nhìn thấy. Thấy đứng dòm thì tôi thấy ghê rồi. Chị Panda nó mất tiêu rồi. Chị Panda mất tiêu rồi. Trời ơi. Bà đứng bà dòm trước cửa nhà mình một tuần liên tục đó mọi người. Các bạn thấy đáng sợ không? Các bạn thử tưởng tượng xem có ai đó đứng trước cửa nhà bạn nhìn một tuần rồi sẽ như thế nào. Mình và mèo á phải quá sợ hãi chị Panda nên mình á phải rủ mèo qua đây chơi chung với mình cho đỡ sợ mọi người. Phải tương tự lẫn nhau cả từng nay luôn á. Bây giờ bả đi đâu rồi mèo? Không thấy bả luôn á. Kìa chị Panda về nhà chị Panda rồi. Ôi bả về nhà bả lấy đất bả xây nhà bả hay gì vậy trời? Ôi trời ơi té đó kìa. Mình biết là chị rồi cuối cùng chị Panda đã dứt bỏ thù hằn cá nhân rồi giờ chị Panda quyết định là trở lại thành người bình thường bây giờ bả sửa nhà bả rồi kìa. Nghiệp chị Panda quá à, biết gì không tròn chị Panda đâu để giờ bả phải đứng dưới mưa với trời mưa trời gió sấm sét gì đó bả ngồi bả xây nhà bả bằng đất cái mèo. Ôi hay là mình qua mình xây phụ chị Panda không? Thôi bả phải trả giá cho những ngày tháng bả tròn tôi mèo, mèo không thấy rồi mấy này á bả tròn tôi bả gì rồi cứ suốt ngày quýnh tôi hoài à. Mèo không nhớ hay sao? Nhưng mà cả tuần nay tôi nghĩ là bà Panda bả trả giá xong rồi đó. Ê Hút tôi nghĩ vậy nè, chị Panda đang sửa lại nhà hay là mình chạy qua bên làng á mình đi mua quà tân gia cho chị Panda đi. Thôi có gì để sáng mai đi rồi mình hãy đi mua mèo ơi. Còn bây giờ nè mèo nằm đây mèo ngủ đi, có gì Hút dỗ cho mèo ngủ nha. Ngủ đi, hôm nay trời mưa lạnh lắm. Còn chị Panda không biết như thế nào nữa. Mấy bạn thấy chị Panda có đáng thương không? Mấy bạn comment cho mình biết đi. Trời ơi, chứ bây giờ mình thấy chị Panda phải đứng giữa trời mưa bả xây nhà kìa. Chị Panda sửa nhà thôi, chị Panda xây cái gì vậy? Ông nhìn kỹ rồi. Tôi không biết nữa. Thôi chạy chị Panda đi Mèo ơi. Lên giường ngủ đi. Có gì mai á tụi mình sẽ qua tìm một ít kim cương á, thằng tạ lỗi với chị Panda. Đúng rồi đó, đúng. Bả tròn tôi cũng thiệt nhưng mà tôi tròn bả cũng nhiều rồi. Nhấn like, nhấn thích, nhấn like, thả tim, trả lời bình luận của fan. Đó, mấy bạn có công bình luận thì mình có quyền nhấn like, nhấn thích cho mấy bạn. Đó, như vậy mới công bằng đúng không? Này Phút nhà ta giỏi ghê luôn á. Ngày nào cũng lên cái đọc bình luận rồi thả tim cho fan. Vậy sao không ai thả tim cho tôi vậy ta? Trời ơi, tôi nói thiệt luôn á, video của Mèo á, tôi thả tim, thả like quá trời luôn. Những chuyện chẳng những vậy á, tôi còn á tạo ra nhiều ạc xong tôi cày view thả like cho Mèo nữa đó, Mèo không biết đâu. Ý tôi là không có ai thả like trong này cho tôi nè, không ai thả tim cho tôi đây nè. Trời hết hồn luôn. Ê mấy bạn ơi, thử là bạn nào á có thường thả like cho video của Mèo không? Các bạn bình luận là có đi. Em thường thả like video cho Mèo để cho Mèo vui nha mọi người. Còn bây giờ Mèo nói gì muốn thả like đúng không? Like nè, một tim nè, một like nè. Hay sao? Ôi Mèo, nãy giờ hai mình giỡn nhau á mà mình quên mất tiêu rồi. Trời. Chị Panda không biết giờ chị Panda sao rồi ta? Trời ơi trời. Vụ gì vậy? Chị Panda. Trời, cái gì bên đợt của Mèo? Nhà chị Panda hả? Rip nhà chị Panda Mèo. Trời đất ơi, chị Panda làm cái nhà bà vậy? Trời ơi, bà xây nguyên cái bia gì vậy trời? Chạy xuống đây Mèo. Chạy xuống. Bà làm cái đại tưởng niệm luôn rồi kìa. Chị gì vậy chị Panda? Vụ gì vậy? Chị đang làm cái trò gì chị Panda? Tỉnh đi chị Panda. Chị Panda. Chị Panda ơi. Gì? Sao cái ông này y như là ông hồn bán vậy? Mèo, nhớ qua clip nghe. Mèo nhớ qua clip nha. Quảng cáo lại. Biết. Chị Panda nhớ qua clip nha. Rồi thôi được rồi, vậy tôi về. Đừng cầm kiếm. Video tôi đâu có 1 phút 30 giây dành cho quảng cáo đâu mà nãy quảng cáo dữ vậy mấy bạn. Tôi thấy nãy giờ rồi nha các bạn. Nhớ rồi. Thôi mọi người ơi, qua coi giùm ổng cái đi chứ tờ để hỏi gì xảy ra với nhà của chị vậy? Ủa, sao nhà chị đâu? Nhà của chị hả? Trời ơi, lúc này chị không còn ở trong nhà nữa ơi. Chị biết cái này là cái gì chưa? Cái gì? Cái này là một cái đại tưởng niệm tưởng nhớ của chị Panda đó hết. Tưởng nhớ nhà chị hả? Tưởng nhớ ngôi nhà của chị hả? Chị Panda chị bình tĩnh đi, chị Panda có cái nhà thôi mà chứ cần phải làm cái đại tưởng niệm cho nó không? Ui, cái chuyện gì không biết đã xảy ra với ngôi nhà của bà Panda nữa mà tự nhiên bà đi xây nguyên một cái bia chà bá lửa luôn. Rồi chị làm cái này bây giờ cứ hỏi y như là không biết mất cái nhớ luôn. Trời ơi. Em nhớ là tối hôm qua á em thấy chị á xây đập em tưởng đâu là chị đã làm lại ngôi nhà của chị rồi. Khúc trước đó, khúc trước xây đập ở khúc trước đến lúc hết về nữa. Là em không nhớ em làm gì cái nhà của chị hết mà tại sao chị làm cái gì cái nhà của chị Panda? Nè chị nhắc là cưng có thấy nhớ cần gạt đây không? Cần gạt ở đâu em không biết. Đó, cần gạt cho tặng cho chị Panda yêu dấu đó nhớ không Bút? Không nhớ. Em chỉ nhớ là mấy này. Giờ cái đầu em nó nhức, em không có nhớ gì hết trơn á. Đừng có gõ. Trời ơi, cưng làm cho chị hả? Sách bắt sang bang chị mới suy nghĩ hả? 8 ngày 8 đêm mấy trăm năm nay chị mới xây được cái bia tưởng niệm cho chị cho từ đây về sau cưng phải nhớ chị mãi mãi đó. Rồi chị làm vậy là chị thích ở đâu chị Panda? Làm vậy là chị ở đâu? Ở hả? Dễ lắm. Cưng qua đây, chị giới thiệu với cưng Mèo. Nhà mới hả? Chị tính xây nhà mới ở đâu hả? Em đi theo chị nè. Nhà mới của chị, Mùa vô. Cái này là chuồng heo mà. Ăn lúa đi. Em không có đói. Mèo ơi. Hình như chị Panda bả khùng nữa Mèo ơi. Có vấn đề gì đâu giờ, giờ bả nghĩ bả là con heo cái gì bả chui vô chuồng heo bả ở Mèo. Tự nhiên chị Panda có hình kinh rung rinh rồi kiểu nhà nổ sao mà nổ não luôn á. Trời ơi chị Panda ơi, em có lỗi với chị quá. Chị về nhà chị ở giùm em đi chị Panda. Nó chơi nhà nó mà ở nữa tào lao thì chứ đi ra nhà chị Panda ơi. Đây chị về nhà em chị ở. Tối chị ngủ ở đâu? Cái này cái ghế mà. Đúng rồi, tối chị ngủ đâu? Mưa gió bây giờ chị có một cái tầm cao mới rồi, chị không có leo lên giường nằm ngủ bình thường đâu. Chị chỉ ra ngoài đây chị đứng hóng gió. Và tối chị vô đây chị thức tới sáng. Và sáng chị sẽ thức tới tối. Tối chị thức tới sáng. Mình đã làm gì chị Panda vậy mọi người? Tại sao chị Panda lại ra cái nông nổi này? Chị Panda chị về chị ở với em đi nhà. Em còn phòng trống cho chị thôi nè. Chị đi qua chị ở với em đang tiễn chị đó chị Panda. Mấy chị qua chị ở với bà phù thủy với chị Panda. Chị là bạn thân của bà mà. Bạn chị đâu? Chị kêu bạn chị đâu có nhà mà xấu đến nỗi mà phải chung với ở bà phù thủy đâu hết. Không có đâu em thấy chị. Chị hay cũng tạc tuổi mà cũng bạn thân kiểu mà. Em thấy bà phù thủy á nhiều khi bà còn trẻ hơn chị chút á chị Panda. Chị là chị của bà phù thủy á. Chị tụ qua ngày mai chị không muốn nghe những cái lời mà chê bai chị đi về đi. Không. Chị Panda trẻ đẹp. Chị Panda trẻ đẹp tuyệt vời. Nói vậy chị xin mời cưng hãy ở lại đây với chị và thôi Mèo ơi, Mèo về Mèo ơi, mất câu hồi bà bắt Mèo ở lại luôn. Chị Panda bà điên rồi mấy bạn ơi. Trời ơi ai mà đi xây nguyên cái bia cho cái nhà. Trời ơi Mấy bạn chơi Minecraft có bạn nào á từng bị mất cái nhà xong mấy bạn phải xây cái bia cái nhà không? Lần đầu tiên cái bia có trong cái nhà mày ơi. Chuyện gì xảy ra tôi cũng chả biết luôn. Cái đài tưởng niệm có trong Minecraft của tôi. Trời đất ơi tôi ghen. Đài tưởng niệm mang theo tình yêu. Ê tránh ra. Đừng có lựa gần đài tưởng niệm của chị. Rồi. Rồi nghe chị mới đau thiệt luôn á. Thôi mày ơi kệ bà đi, tôi nghe xong rồi tôi muốn đau đầu luôn, mất cả buổi sáng của tôi. Ôi giờ về tôi thả like, thả video, thả tình comment, thả tim cho mấy bạn fan của tôi đi. Trời ơi, chứ để tôi nhìn cái nhà bà Panda tôi muốn sang chấm tâm lý luôn á mẹ. Giờ đó còn gọi là cái nhà đó hả hết? Cái đó là mấy bạn thấy giống cái gì bạn comment phía dưới nha, tôi thấy biết rồi. Tôi thấy đầu cái đầu á. Giờ cái đầu tôi nó nhức nhức. Ôi, thả like, thả tim cho mấy bạn fan cả ngày trời luôn, mệt muốn chết luôn á. Ôi, không biết bây giờ mấy giờ người ta. Ui trời 12 giờ đêm rồi, tối quá trời tối luôn rồi mọi người. Ủa, cái nhà của chị Panda kìa đúng không? Cái này mà là cái nhà cái gì? Cái này cái đài tưởng niệm xấu quắc luôn á, chứ nhìn đâu giống cái nhà đâu. Còn cái đó là cái chuồng heo, mà nghĩ sao chị Panda mới đi ở trong cái chuồng heo cũng chả biết nữa. Tối tới mỗi lần mình đứng ra ngoài cửa sổ mình nhìn thôi là mình đã thấy cảm thấy sợ rồi mọi người ơi. Nhìn cái này thấy ghê ghê sao á. Mà nói gì thì nói á, cả tuần Mèo ở bên cạnh mình rồi, bây giờ Mèo về rồi, mình ở một mình trong ngôi nhà này mình cảm thấy thiếu vắng hình bóng của Mèo quá à. Nhìn qua bên đó thì càng thấy khó chịu hơn nữa. Chị Panda, mình vừa thấy bà bay từ dưới đất bay lên cái nóc bia của bà đứng một phát. Ui nhìn mặt bà căng như vậy. Ủa cái gì vậy chị Panda? Cái gì vậy? Ôi, hình như bà đang chạy qua đây á. Ồ không được được. Chị Panda hình như mình phát hiện ra bí mật gì của bà hay sao? Ôi nhảy lên giường nằm ngủ. Tôi biết gì hết. Ngủ ngon quá không biết gì hết. Tôi ngủ rồi tôi không thấy gì hết, đâu rồi chị Panda. Ồ đang ngủ quá à. Nói là em ngủ là hết. Em đang ngủ chị Panda ơi. Nhầm. À, chị chắc không thấy gì rồi phải không? Thấy cái gì? Đúng rồi đó hết, đúng rồi đó. Cưng nên không thấy gì hết biết chưa? Nhưng mà thấy rồi đó là biết tay chị đó. Liệu không? Em xin lỗi chị Panda, em xin lỗi chị tha lỗi cho em đi. Đây không thấy gì hết. Phải ấp cái mặt xuống cái giường vậy mãi mãi nghe chưa? Rồi em biết rồi chị Panda. Trời ơi trời. Trời, chị Panda bà mới qua bà đe dọa tôi luôn kìa trời. Bà gan thiệt luôn á mà không, cái này bà đáng sợ thì các bạn ơi. Cả tuần này bà toàn làm mấy chuyện đáng sợ không à. Thôi giờ tôi cũng mệt quá, tôi ngủ sớm. Có gì ngày mai tôi qua tôi nói với Mèo chị Panda bây giờ đáng sợ quá. Để mình coi thử coi bà đang làm cái gì tiếp theo. Chứ bà cứ xuất hiện bất thình lình như vậy là mình cảm thấy sợ quá mấy bạn. Bà Panda bà đang làm gì đó? Trời, bà đang đi đâu vậy? Tối nay không đi ngủ đi. Ủa, bà chui đằng sau cái bia tưởng niệm của bà đang làm cái gì vậy ta? Ồ, bà mất tiêu luôn rồi kìa. Ủa đằng đó có cái gì mà sao tự nhiên bà đi vô sao bà không thấy bà đi ra luôn? Cái gì vậy? Ôi, bà mới làm cái gì mà quạt làm sao cái đó vậy? Nhìn cái ghê vậy tay. Ui, thôi tôi đi ngủ, tôi không thấy gì hết. Chị Panda dạo này cứ làm cái gì á. Trời ơi. Ôi, sáng rồi. Ôi, không biết bây giờ á Mèo chị Panda sao rồi ta. Quên nữa. Nhà hồi tối này mình thấy chị Panda bước vô cái nhà của bả. Cũng ghê thiệt. Hay là không biết sao ta. Ê mấy bạn fan ơi, hay là bây giờ á anh Redhood sẽ cầm đồ qua tặng cho chị Panda để xin lỗi về cái chuyện mà mình đã làm với ngôi nhà của bả không? Chứ bây giờ mình thấy chị Panda bả cứ điên khùng rồi bả bước ra bước vô cái ngôi nhà của bả nhìn khó chịu thiệt chứ. Thôi, để rủ Mèo đi qua nhà chị Panda tặng quà xin lỗi chị Panda đi, để cho chị Panda có gì tha lỗi cho mình. Hên á, hôm trước mình chơi với ông bà rồ cũng tặng cho mình một đống kim cương luôn nè. Đó, thấy chưa, quá trời kim cương luôn. Cái này á là bà rồ tặng nha, chứ không phải anh đến hút chơm đâu. Thôi, hôm nay chơi sang cho chị Panda 64 viên kim cương luôn. Chắc là chị Panda sẽ rất là vui. Có gì cầm 64 viên kim cương này á, vô đưa cho builder, kêu builder xây lại ngôi nhà mới cho chị Panda cũng được. Không có chuyện gì khó hết á. Mèo ơi, Mèo ơi. Ủa sao kêu hoài không nghe ta? Mèo ơi, có nhà không? Tôi qua tôi đủ đi chơi nè, Mèo. Thâu. Trời, thù này hết hồn. Mé nữa là giật mình hết hồn của tỏi luôn rồi đó. Trời ơi. Gì đâu mà nhạt nhẽo à. Đang hỏi tí là ông đánh người, hỏi tí là ông đánh tôi vậy đúng không? Không có, xin lỗi mà. Thôi xin lỗi. Thôi đi người ông Nam Vũ Phu á, ông đi đánh vợ đánh con vậy đó. Trời ơi, vợ con gì bà nội. Hôm nay tôi rủ Mèo qua đây tặng quà xin lỗi chị Panda nè. Hả? Đúng rồi. Xin lỗi. Đúng rồi, hôm trước tôi cho bà banh nhà bà đó, chứ gì đâu. Út đây lạ ta, từ xưa tới giờ có bao giờ giờ mà ông tặng quà xin lỗi chị Bích Đa khi em trên ở đâu? Thì giờ tôi thấy bà chơi bà đập luôn ngôi nhà ba. Mày muốn sao nữa? Mày muốn mai bà dọn ra khỏi làng luôn mày mới chịu? Tôi xin lỗi bà hả? Ừ mà thôi, hai người trên qua trên lại là suốt ngày xin lỗi qua xin lỗi lại, thật là mệt mỏi quá đi. À, chị Panda ơi, chị có nhà không? Ủa sao lại đem kêu chị Panda ở trong khi chị Panda đang ở ở chuồng bò mà. Tôi nói cho mày nghe nè, hồi tối này tôi thấy một cái điều bất thường á chị Panda. Bà đã đứng ở dưới đất xong bà bay lên trên cái bia tưởng niệm này nè. Hả? Xong cái bà nhìn qua cái mặt bà làm thấy ghê lắm. Cái tôi nói chạy giường tôi ngủ, cái bà chạy qua nhà tôi bà nói á, Hút, em có thấy gì không? Trời ơi ghê vậy. Không thấy gì nha, thấy cái gì là chết với chị đó. Bà nói vậy đó. Nói chị Panda dữ quá vậy. Thì bởi sáng ra mới cầm quà đi xin lỗi là chị dễ gì, tôi muốn xin lỗi bà. Chị Panda ơi, hình như là chị có nhà không? Không có nhà hay sao á, nhìn cái chuồng chị Panda đóng lóc mà. Thì á nè, đây đây đóng lóc thì tôi có cách. Thôi thể hiện chút lòng thành với bả Mèo nên tôi sẽ để đây. Wow. Đó, nhìn có chút lòng thành nha mọi người, để đúng đây cho bả nhìn đó, nhiều. Đó. Chắc là khi mà bả về bả thấy chắc là bả sẽ rất là vui mọi người ơi. Đúng rồi, chắc là sẽ vui vẻ hết. Tôi để đây đó. Chắc cỡ nhiêu đây thôi là được rồi ha mọi người. Trải hết rồi đi, trải đi, nhìn đảo à, nhìn y như là hả trứng kim cương vậy á. Trứng kim cương cái gì? Nè thôi trải vô đây là đủ rồi, tôi không trải thêm nữa đâu á, có gì tốn kim cương của tôi quá Mèo ơi. Ủa chứ ông đó ông đem kim cương qua xin lỗi mà thì ông đưa ông trải ra vậy là ngon rồi. Thôi trải gì vừa phải thôi chứ còn chừng kim cương nữa Mèo. Hút rồi hút. Vậy Mèo sao càng trải tôi thấy y như là ông đang càng cúng hay sao á. Cái này giống cúng thì cúng cho chị Panda gì ta, thôi bỏ đi Mèo ơi. Về thôi, nhiều đó kim cương là đủ cho chị Panda rồi. Mọi người thấy đủ không? Trời ơi. Về nhà Mèo ơi. Vô đây để tôi cho Mèo coi nè. Tôi mới được bà rồ cho nhiều kim cương với lại nhiều vàng lắm Mèo. Đây tôi cho Mèo coi nè. Nếu mà được bà rồ cho kim cương thì ông trả kim cương hôm bữa ông mượn tôi đi. À, mượn Mèo đang làm cái kiếm hả? Đúng rồi. Thôi thôi, tôi trả cho mày gấp đôi luôn chứ có gì đâu. Đây, cho Mèo coi nè, cái mượn của tôi nè. Gì á, mượn của tôi nè. Gấp đôi kim cương. Cái gì vậy trời? Ông giỡn với tôi hả? Kim cương sao giờ thành len vàng với len xanh nhạt? Thôi thì ông đừng có xạo, bỏ len vô đây rồi giờ ông đó ông trả kim cương, tôi không trả kiểu này, em trả bằng len nữa. Ủa, hồi sáng nay tôi thiệt luôn á, tôi nói tôi thấy kim cương rõ ràng luôn nè, tôi còn cầm kim cương tôi cho chị Panda nè, chứ bình thường bộ tôi rảnh lắm hả? Kim cho bao nhiêu đó kim cương. Kim cương thì ông cầm qua ông cho chị Panda, còn tôi á ông kia tôi mở được một rương len như vậy hả hết? Trời ơi, vô lý vậy chứ, rõ ràng là có kim cương mà Mèo nói gì vậy? Tôi thiệt chứ, tôi nói thiệt, bây giờ không biết cách nào để chứng minh cho Mèo biết luôn á, giận hết sức á. Đây là chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe, bây giờ ông giải thích cho tôi đi. Từ từ. Bây giờ nè, tôi nghĩ nha, có thể nha, có kẻ trộm nào đó đã đột nhập về nhà tôi, đã trộm hết kim cương của tôi rồi đó. Đột nhập? Đúng rồi. Hay là bây giờ trong làng này tôi biết là có một kẻ trộm duy nhất mà thích trộm kim cương thôi. Mày biết ai không? Chị Panda hả? Đúng rồi. Thì á, bây giờ tôi là suy nghĩ luôn á. Mấy bạn có thấy chị Panda dạo này biểu hiện lạ lạ không? Mà đụng thêm chuyện này nữa chứ. Ê, hay là bây giờ chúng ta cùng nhau bước qua nhà chị Panda kiếm bà nói chuyện cho rõ đi Mèo. Rốt cuộc dạo này bà có bị gì không? Dạo gần đây tôi ít gặp chị Panda lắm luôn. Đúng rồi. Sao nữa? Đây theo tôi. Chỉ cần bước qua bển tìm chị Panda hỏi rõ coi. Với lại hỏi là bà có dám chôm kim cương của tôi không? Bả mà chôm là bả chết bả với tôi với Mèo. Trời đất ơi, mới nãy xách kim cương đi xin lỗi người ta mà giờ có mấy viên kim cương thôi. Mèo. Hả? Cái mấy cái viên kim cương ở trên cái này mất tiêu hết trơn rồi. Ủa rồi. Kim cương. Ôi, đúng rồi ha. Ông chị Panda bà đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi. Ủa nhiều lắm luôn mà kim cương mất tiêu hết trơn luôn rồi nè. Ê, cái này là chỉ có chị Panda thôi. Cái gì mà kim cương cái là vàng mà lú ra ngoài một cái là chỉ có chị Panda mới gom sạch sẽ rồi. Còn cái gì nữa? Trời ơi, chị Panda này công nhận bà nguy hiểm thiệt á. Với lại bây giờ biết gì không? Sao? Kim cương của ông mới đặt ra đã bắt rồi á, thì tôi nghĩ là chị Panda ở đâu đó gần đây á, bởi vậy tôi sẽ để cục kim cương ở đây, mình đi trốn đi. Chờ chị Panda bả ra bả đấy mình biết liền chứ gì. Rồi. Bây giờ trốn ở đâu ta? Trốn ở đâu? Ôi trốn sao bụi lùm đi Mèo, bụi lùm này nè. Bụi này là đúng rồi. Đây. Rồi, trốn thử coi chị Panda bả đã trốn ở đâu, bả lấy kim cương như thế nào Mèo. Ê, mình trốn đây hình như là hơi sai, mấy cái cây nó che mất tôi thấy. Ở đây nè, trốn. Ê, đằng sau gốc cây này nè Mèo. Chắc ngồi chờ xíu coi, kiểu gì á cũng có chị Panda phải xuất hiện thôi Mèo ơi. Đúng rồi đó. Ôi Mèo, nhìn kìa. Nhìn kim cương, trời ơi. Lụm thôi, trời ơi, kim cương đã quá. Mình phải chạy ngay qua làng để cho bạn trai mình mới được. Trời, Mèo chị Panda có bạn trai mà bắt người lụm kim cương của tôi phải đi cho bạn trai nữa kìa. Vậy là mấy bữa nay là chị Panda bận đi nuôi trai cho nên là không có chơi với mình được. Tào lao quá à. Dạ đâu thì Mèo không thấy bao giờ làm cái gì hả? Bà chui ra từ cái lỗ này nè. Đúng hả? Cái lỗ này là chỉ có cái gì dưới này Mèo? Ơi nó bị bít lỗ rồi. Ủa đâu có cái gì dưới này đâu. Lạ vậy. Bước qua không có được. Để tôi nghĩ nếu mà có đường ra thì phải có đường vô đó hết rồi. Đúng mà Mèo, cái lỗ này tôi thấy cái gì mà quýnh bả, cái bà bay lên trên đó xong bà đứng mà Mèo. Đúng đấy, làm gì có chuyện mà chị Panda bay. Ê, tôi nghĩ á chỗ này không chừng mình tìm một hồi ra được cái cánh cửa bí mật hay cái gì đó để chị Panda mới chui vô nhà đó. Chứ còn cái gì nữa, rõ ràng ở đây có một con đường vào này mà cái đường vào của bà vừa vào cái là bà vừa ra cái là bà không được luôn á. Cái gì Mèo? Ôi, tôi. Ủa, cái nhà của chị Panda. Nhà của chị Panda. Ôi, Mèo. Trời. Bước ra một cái mấy bạn nhìn từ xa nè, cái chữ đó dính liền đúng không? Bà đẩy cái này ra một cái tấm bia ra cái là có đường vào luôn nè. Trời, tôi té xuống đau lắm luôn á. Cái này là cái đường gì vậy? Nhìn lại Mèo. Không biết luôn á, nhưng mà mình nên dựng lại hiện trường cũ không? Rồi đóng lại đi. Ôi cái này là cái gì đây? Ôi Mèo. Vậy? Nhìn dưới này nè. Trời. Nguyên một cái tầng hầm bí mật luôn Mèo. Xa quá và xa trọng lắm luôn. Ui chị Panda bà dành một tuần đó bà xây cái này á. Trời. Ui hết. Ông làm sao cái này cái gì nè? Cái vụ gì vậy? Trời đất ơi. Trời ơi hết đi. Cái này y như là cái bạc để thờ tôi với ông vậy á. Oh my god. Chị Panda đã dựng cho mình một cái bàn thờ và Mèo một cái nữa. Trời cái này y như là trong tim chị Panda là chúng ta đã không còn đó hết rồi. Còn chạy bà đi. Còn cái này là cái gì đây? Tôi tự hỏi nè Mèo. Tôi phải gỡ cái tấm hình này xuống chứ trời ơi nhìn ghê quá vậy. Không cho chị Panda để Mèo ơi. Có cho mình ăn cái cây uống nước trà nữa kìa. Đập hết luôn, không cho bà đặt gì Mèo. Trời ơi bắt tông lưỡi bông đó chị Panda này thiệt tình là ác quá đi vậy. Đập cho bà một trận Mèo ơi. Còn cái này bên này là cái gì đây Mèo? Ủa dưới này là đâu vậy trời? Rộng quá trời rộng luôn á. Panda bà xây bất ngờ, bà xây một cái gì mà nó to khổng lồ luôn. Tôi không biết phải nói gì luôn á. Đúng là không ngờ chị Panda. Ủa cái gì vậy? Trời, cái này là một ngôi làng. Ngôi làng mini luôn á, ngôi làng thu nhỏ luôn nè trời. Đầy đủ dụng cụ luôn. Ủa có dân làng được luôn nè. Dân làng. Cái gì dân làng? Nè, dân làng nuôi heo cho bả. Ôi trời ơi, còn làm ruộng nữa. Oh my god đỉnh vậy. Hết ơi, không phải có một ông dân làng đâu hết. Ở đâu? Hai ông lận, y như là hai vợ chồng dân làng bị bà bắt vô đây vậy đó, nhìn kìa. Chứ còn gì nữa Mèo. Trời ơi, bà xây nguyên một cái tầng hầm mà ngôi làng mini vậy tài le này đi ra. Thì ra chuồng heo của bà là không phải bà bỏ đâu, bà yêu quý mấy con heo này bây giờ xuống đây cho dân làng nuôi á. Ủa chị Panda là dạo này bà ghê dữ ha. Bà dám xây cái tầng hầm này. Còn cái vụ gì đây? Ủa cái gì vậy? Ủa cái này giống nhà tù quá vậy? Bà đang nhốt ai mà nhốt dữ vậy nè? Nhốt ai? Ôi bà nhốt dân làng nè Mèo. Cho dân làng này quậy quá. Sao tội nghiệp ông này quá vậy? Không được cái tự do cho hai người kia. Ôi bên này bà già Siberia nè Mèo. Bà già biết nhảy nè. Trời đất ơi sao bà đây vậy? Tôi nhớ là tụi mình hình như không, tụi mình không tiêu diệt được bà chạy mất đúng không ta? Ừ bà Panda bà bắt bà bỏ vô đây nè Mèo. Trời ơi. Còn ở đây trời ơi SCP của Mèo nè. Ủa 57? Ừ. Sao 57 ở đây ta? Bà Panda này bà nguy hiểm. Ôi trời. Cục mỡ của chị Panda kìa. Cục mỡ của bà luôn. Thì ra cục mỡ của chị Panda ở đây cho nên là bà mới ơi. Mèo nhìn kìa. Hả? Ai mày biết không? Sao lưng Mèo. Skibidi hả? Ủa? Skibidi năm đầu luôn. Mấy cái con này là mấy cái con mà mình chưa tiêu diệt được luôn á. Con bướm. Con bướm nè. Còn ở đây, ui con quái thú của Billy Joe luôn. Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Đây là đâu vậy? Đây có phải là nhà chị Panda không? Chị Panda sao bà đủ trình độ để bà bắt hết cái đám này vậy trời? Không ngờ. Chị Panda ghê mày ơi, chị Panda nguy hiểm quá. Chị Panda nguy hiểm hơn những gì chúng ta tưởng tượng nhiều mọi người. Đây mới là bộ mặt thật sự của chị Panda nè. Bên đây là cái gì vậy? Ui ở đây cũng có cái đường nè. Không ngờ cái tầng hầm này trong một tầng là chị Panda. Nguyên cái cung điện luôn. Trời đất ơi. Chị Panda bây giờ cái nhà bà xuống dưới này. Thì ra đây là lý do mà cả tuần qua bà không nói chuyện với ai hết, bà cứ im bà đi mất tiêu. Để bà cái chỗ này nè chứ còn cái gì nữa. Còn bên này là cái đường gì đây? Qua đây coi thử cái Mèo. Càng lúc tôi càng bất ngờ về cái chỗ này luôn á. Cái gì? Free Diamond hả? Free Diamond kim cương miễn phí. Chị Panda chơi tiếng Anh luôn. Trời đừng nói bà có một cái hầm mỏ đi mai vô tận nha. Có kim cương miễn phí. Còn vẽ mũi tên vô nữa chứ. Ngầu thiệt. Tôi còn chưa có nữa. Nè đúng rồi chứ còn gì nữa. Ê, đi vô hầm mai của chị Panda coi. Không gỡ lại mất công chị Panda phát hiện ra đó Mèo. Oh my god. Xịn thiệt. Cái gì? Hang mai này sao nó có cái màu gì đó lạ lắm nha. Ui hang mai màu đỏ chắc chị Panda bà thích trang trí màu đỏ hả Mèo? Ủa sao dưới hang mai mà có cái màu này ta? Mà cái này nhìn không giống hang mai lắm. Ủa hang mai đây đây cầu hang lên chỗ mai kim cương của chị Panda. Oh my god. Ủa? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Gì vậy? Chị Panda. Chị Panda. Bà ăn cắp kim cương của tôi. Sao biết chứ mình ăn cắp kim cương của ông? Cái lỗ này. Kim cương của tôi. Kim cương của tôi. Trời ơi, toàn là len với len. Kim cương miễn phí. Mẹ có biết được không? Tên được kim cương miễn phí. Trời ơi. Nói thẳng có từng hào với ông luôn. Kim cương miễn phí trong toilet của tôi. Tôi đã hiểu lý do tại sao mà cả tuần này bà không đánh, không chửi, không nói với ông luôn á. Là chị Panda đã âm thầm làm cái đường hầm để mà lấy hết kim cương của ông luôn. Chứ còn cái chi nữa. Ôi là trời ơi. Tôi tức bà qua. Tôi tức bà qua. Bây giờ phải làm sao? Đem kim cương qua tặng bà đi chứ. Bà xây cái gì? Rip nhà Panda. Tôi muốn rip bà luôn á. Mèo ơi. Tôi tức quá. Mèo lại đây, ngồi đây nè. Thôi bình tĩnh, bớt nóng bớt giận đi. Chuyện gì cũng có chuyện nè. Mèo phải cản tôi lại Mèo ơi, chứ không là tôi qua tôi đập cho bà một trận thiệt luôn á, no đòn luôn á. Trời đất ơi, kim cương á mình kiếm được một ngày thì ngày hôm sau mình sẽ kiếm lại được đúng không? Đúng. Không phải là mất luôn đâu. Với lại nhà chị Panda vẫn còn ở đó chứ chị có dọn đi đâu đâu mà sợ. Bả kìa. Vui vui. Vui vui ta. Bả chơm kim cương của tôi mà kêu sao là tôi nhịn bả được mèo. Kìa kìa kìa, đó đó đó, bả chui vô đó. Đừng hàm bí mật của bả đó. Thôi Hút ơi, bình tĩnh đi, giờ đi vô nhà đi, mình nói chuyện nha, từ từ chứ đừng có làm vậy. Biết tại sao không? Tôi nói ông nghe nè, bây giờ ông có đi qua bên đó đánh nhau với bà Panda mà cũng không có trả kim cương cho ông đâu, mà bà còn thả một đống SCP mà bắt được ra đánh đâu mà thấy bà đó. Trời ơi, chị Panda bà đủ trình độ bắt một đống SCP về á. Nếu mà giờ tôi có qua quýnh lộn với bà bằng kiếm kim cương này á thì bà cũng kêu hero ra quýnh tôi thêm nữa. Cái gì cũng phải suy nghĩ bằng cái đầu, hiểu không? Nay chị Panda bà ghê gớm lắm. Có cách nào mình đã chặn được cái tầng hầm của bà không ta? Chứ giờ tôi ghét bà quá mèo ơi. Nếu mà chặn được đây? Thì bây giờ chắc chỉ có một món đồ trong Minecraft. Mọi người nhớ cái món đó món gì không? À, tôi hiểu ý mèo rồi đó. Đúng rồi, được rồi chị Panda, chị thích chui ra chui vô cái tầng hầm bí mật của chị, thích chui ra trong cái bia tưởng niệm của chị chứ gì? Để chị đi ăn trộm kim cương dạo hết. Rồi được rồi mèo nhìn nè, tôi đã có vũ khí này vừa cho cái tầng hầm của chị Panda luôn. Đâu rồi? À, đâu mất tiêu rồi ta? Với cái tình hình này, chị Panda nghĩ là Mèo với Redhood đã phát hiện ra cái tầng hầm bí mật của chị Panda rồi. Hai cái tấm ảnh ở đây mất tiêu luôn, thấy chưa? Chắc là Mèo với Redhood đã biết hết bí mật của mình rồi. Bây giờ á, mình sẽ không sợ nữa đâu. Mình đã có đủ quyền lực trong tay rồi, kim cương nè, đồ mình đã lượm hết sách của Redhood rồi. Và mình có những vũ khí đặc biệt, những cái con quái thú của mình nữa. Bây giờ mình sẽ đi hả, mình thả nó ra hết để lên trả thù Redhood với Mèo đã ăn hiếp mình bấy lâu nay. Đi thôi nè. Bây giờ mình phải ra ngoài cho mấy người nó biết thế nào là lễ đạo. Ôi giác, ôi cái gì vậy? Hả? Trời ơi, ai đã lắp cái khói bếp rắc này trên đầu mình bây giờ ra không được, kẹt cứng rồi nè. Tức quá đi, nó nhức cái đầu nhức. Ai? Quên nữa mà không sao. Mình còn một cái cách cửa bí mật khác. Trời ơi, tưởng đâu mình ngu lắm à, bây giờ vô mới được. Trời ơi, chỗ này cũng bị lắp bếp rắc nữa rồi. Bây giờ không có đường ra nữa, tức thiệt chứ. Nhưng mà không sao, cánh cửa này đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra. Chị Panda còn một cái đường hầm bí mật đi luồn thẳng vào nhà Redhood luôn. Không sao, yên tâm đi thôi nè. Rất may là mình còn cái đường hầm cuối cùng này nữa luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, mình thiệt là khôn khi mình làm rất là nhiều đường tẩu thoát. Đường này sẽ là một cái lối hả dẫn thẳng vào nhà Redhood luôn. Sẵn tiện đó hả chị Panda sẽ trả thù Redhood luôn nha mọi người. Cái gì vậy nè? Oh my god, trời ơi, lại là bé rớt nữa. Kỳ này không lẽ mình sống ở dưới này cho tới già luôn sao ta? Không chịu được. Thả ta ra. Mèo nghe cái gì đâu mèo? Tôi mới nghe cái gì mà thả tôi ra? Tôi nghe cái gì mà thả tôi ra? Thả tôi ra quá trời luôn kìa. Thả cái nào? Đó rồi thả ra. Nè. Cắm đuốc cho bả nào. Giờ chị tính đó đi là chị hành cái tượng sống cho em chứ. Trời ơi nè, này đó thì ăn cắp kim cương của em nè, còn nhét lên với vàng vô nè. Mối hận này chưa trả hết nữa, bây giờ tới mối hận khả thả chị đã không? Đập vô đầu chị nè. Cái tầng hầm của bả nè, đóng ở đây đó, bả chui ra. Đóng ở đây đó. Mở ra. Để độ. Ui da đau. Đóng lại. Thả muốn nhốt luôn á. Đó phải không? Này thì chị Panda muốn cho Redhood hả? Nè. Bây giờ chị nói một tiếng nữa có thả hay không mà không? Đây để thả chị đó. Thả cho bông cái bông này ơi. Đây thả cho chị một cái nắp này nó đóng vào lại. Tức quá đi. Chị sẽ dành hết cả thanh cương này, chị sẽ hả đào một cái đường mới. Rồi chị đây. Rồi đó các bạn thấy không? Cái này không còn là rip nhà của chị Panda mà bây giờ sẽ đổi là thành rip chị Panda. Đó, được rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Nếu các bạn thích video thì đừng quên nhấn like và subscribe cho mình nha. Dạo này các bạn ít nhấn like lắm luôn á, mình buồn lắm luôn á. Mọi người mà không nhấn like á, mình bắt các bạn mình bỏ chung với chị Panda đó nha. Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật, không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.